Thưa quý vị, trước thực trạng âm nhạc dân tộc có nguy cơ tách biệt giữa cuộc sống đương đại khi xuất hiện ngày càng nhiều loại hình giải trí mới, vẫn có nhiều nghệ sĩ với tình yêu, tâm huyết của mình đã dày công nghiên cứu, tìm tòi trong việc đưa âm nhạc dân tộc hòa cùng dòng chảy hiện đại. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các khách mời để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện làm mới âm nhạc dân tộc. Xin giới thiệu nhạc sĩ, nghệ sĩ sáo Nguyễn Thắng và nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. Cảm ơn các anh đã dành thời gian đến với không gian văn hóa nghệ thuật. Trước khi chúng ta cùng bàn sâu hơn về chủ đề chính của chương mục Góc Nhìn, hãy cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Đã có rất nhiều các nghệ sĩ, nhạc sĩ lấy âm nhạc truyền thống dân gian làm cảm hứng sáng tác cho các tác phẩm của mình. Bên cạnh đó, lại có những nghệ sĩ nỗ lực làm sống dậy các tác phẩm âm nhạc truyền thống bằng một cách thức mới theo từng xu hướng âm nhạc mà mình theo đuổi. Có thể kể đến người tiên phong đầu tiên là nhạc sĩ Quốc Trung với album và show diễn Đường Xa Vạn Dặm. Sau đó là một loạt các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã dấn thân đi theo con đường này. Đây chính là cách để âm nhạc dân tộc được bảo tồn và song hành cùng dòng chảy âm nhạc trong cuộc sống hôm nay. Sự tồn tại âm nhạc dân tộc kết hợp với cái chất liệu âm nhạc hiện đại, mỗi người lại có một cái màu sắc khác nhau, một cái dư vị âm nhạc khác nhau, và chúng ta đáng trân trọng cái điều ấy và hỗ trợ hết mình cho cái sự sáng tạo như thế. Quay trở lại với cái nhạc truyền thống như là một chất liệu để đưa nó vào sáng tạo của cá nhân mình, bắt đầu bằng cái việc anh Quốc Trung anh làm cái Đường Xa Vạn Dặm. Đấy là cái thành công để nó mở cho các nghệ sĩ một cái tự tin hơn để quay lại với cái vốn cổ quá khứ. Sau đấy thì có Phó An My, Chí Minh, Vũ Nhật Tân dùng nguyên khối cái nhạc cổ đấy như là những cái phiến đá tảng hay như những cái cổ vật để làm cho cái căn phòng nhạc của mình nó đẹp đẽ hơn. Các sáng tạo mới của các nhạc sĩ, nghệ sĩ có sự phối hợp với các nghệ sĩ âm nhạc truyền thống. Đây là cuộc đối thoại giữa Đông và Tây, là cuộc gặp gỡ nối tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Và đây cũng là những cơ hội để các nghệ sĩ, nhạc sĩ thấu hiểu thêm nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ, nghệ thuật truyền thống được thêm nhiều trải nghiệm, thực hành nghệ thuật đương đại. Tôi đã làm nghệ thuật truyền thống lâu năm rồi, thì chúng tôi có một cái rất bảo thủ, mình không có muốn mở ra, mà mình đóng lại, bây giờ làm phá ra. Đấy là một cái lối mở mà mình phải nên làm, mà nên làm nhiều nữa để cho khán giả trẻ người ta tiếp cận với lại cái nghệ thuật truyền thống một cách mới mẻ. Sang âm nhạc đương đại thì chúng tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, rất mới mẻ. Ngoài những cái thể tự do cho nghệ sĩ được phép sáng tạo, nhưng lại nằm trong một khuôn mẫu quy định rất là chặt. Nếu như nghệ sĩ không có được cái khả năng, cái kỹ năng thì rõ ràng không thể tiếp cận được với âm nhạc đương đại được. Phải nhạy bén, anh phải cùng đồng diễn với lại tác phẩm. Và một điều quan trọng nữa, chúng tôi được trải nghiệm, được thực hành, cũng nâng cao tay nghề của tôi rất nhiều. Khi mà phối hợp này nó cũng rất là ăn khớp, nó không khập khiễng chút nào hết. Bởi vì trong cái âm nhạc của truyền thống thì nó cũng rất là có hơi thở của thời đại. Ví dụ như những câu hát văn, những câu hát sẩm. Mà nhạc của đương đại cũng chúng tôi cũng thấy rất là dễ hát, vì nó cũng có những cái chỗ đảo phách. Chính vì vậy mà khi chúng tôi tham gia thì không có một chút nào là khó khăn cả. Có thể nói các nghệ sĩ, nhạc sĩ đều xuất phát từ tình yêu âm nhạc truyền thống, mong muốn đưa âm nhạc truyền thống hội nhập với dòng chảy âm nhạc đương đại. Có rất nhiều xu hướng khác nhau từ jazz, rock, EDM, nhạc đương đại, và phát triển nhiều nhất là world music. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ đều tìm đến tất cả các thể loại âm nhạc truyền thống, từ dân ca, ca trù, sẩm, hò Huế, chầu văn, đơn ca tài tử đến các trích đoạn tuồng chèo để cho vào các sáng tác của mình. Tôi có một cái tình yêu đối với âm nhạc dân gian, chính vì vậy mà muốn sử dụng. Và khi sử dụng những cái chất liệu như vậy thì mình cảm thấy là mình rất là tự tin. Cái hơi thở thời đại mang cái phong cách world music, nó không phải là chỉ những cái hoài cổ về những cái chất liệu âm nhạc dân gian, mà nó cho nghệ sĩ những cái không gian để sáng tạo, thăng hoa. Ngày xưa khi mà tôi nghe tuồng hay chèo, có những lúc mình nghĩ sao mà buồn thế. Thế nhưng khi ở nước ngoài chợt mình nghe thấy thì mình rất nhớ quê nhà. Và cái âm nhạc phương Tây tạo ra một cái không gian để cho âm nhạc truyền thống đến gần với mọi người hơn.
đưa cái âm nhạc dân gian ở một cái vị thế khác, mang chất sáng tạo nhiều hơn là lồng ghép. Đây cũng là một xu hướng của trên thế giới thôi. Tôi cũng đã được may mắn là đã làm gần như là hết các loại nghệ thuật, chỉ trừ mỗi tuồng là tôi chưa được làm. Mỗi một nhạc sĩ thì họ sẽ tìm thấy cái thế mạnh của mình, lấy chất liệu ở vùng nào để phát triển lên. Tôi thì tôi hay lấy chất liệu Tây Nguyên và đây vùng Tây Bắc, thì nó rất hợp với bộ gõ. Trước đây thì Hà cũng có nghe rất là nhiều làn điệu dân ca truyền thống của Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì Hà nghĩ là rất là khó có cơ hội cũng như là có khả năng để thể hiện những cái làn điệu đó ở trên sân khấu. Bởi vì cá nhân Hà là ca sĩ thuộc dòng nhạc nhẹ. Và đây là lần đầu tiên mà Hà đến với Sẩm, có thể nói là sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cái sự nghiệp ca hát của Hà. Có thể thấy trong những năm gần đây thì ngày càng có nhiều các tác phẩm âm nhạc cũng như là các chương trình biểu diễn mà trong đó yếu tố truyền thống được đưa vào hòa cùng với dòng chảy của cuộc sống hiện đại ạ. Và trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng đã được lắng nghe những ý kiến từ các nghệ sĩ trẻ. Lần đầu tiên họ được tiếp cận với âm nhạc truyền thống, đến với những người nghệ sĩ gạo cội đã rất tâm huyết với quá trình này. Vậy với nghệ sĩ Nguyễn Quang Long cũng là nghệ sĩ Nguyễn Thắng là những người đã dành nhiều tâm huyết cho thể loại âm nhạc truyền thống ạ. Các anh có nhận xét đánh giá gì về quá trình đưa âm nhạc truyền thống hòa cùng với dòng chảy hiện đại? Trong cái phóng sự vừa rồi nó chỉ là một cái phóng sự rất là ngắn thôi, nhưng đã có một cộng đồng các nghệ sĩ luôn luôn muốn hướng tới những cái giá trị truyền thống kết hợp với cả những cái yếu tố âm nhạc mới mẻ. Và đây là những cái giá trị sáng tạo ghi dấu ấn thời đại thì tất nhiên là nếu mà so với cả mặt bằng chung của cái đời sống âm nhạc đại chúng bây giờ thì cái dòng nhạc và những cái nỗ lực của các nghệ sĩ là khám phá đưa âm hưởng dân gian kết hợp với cả những âm nhạc đương đại, nó thể hiện cái tầm tri thức, nó thể hiện cái thẩm mỹ âm nhạc về thưởng thức nghệ thuật của không chỉ một cộng đồng nhỏ đấy đâu mà của đại diện chung của đất nước Việt Nam của chúng ta nếu thế giới nhìn vào. Cái âm nhạc toàn cầu là kết hợp hòa trộn với nhau, tôi cảm giác như xích lại gần nhau hơn được để nghe được cái tiếng nói của nhau. Chính vì thế nên nó có rất nhiều cách làm mới mà trên thế giới các nghệ sĩ gạo cội đi trước người ta đã làm rất nhiều rồi. Vậy liệu có cơ hội nào để âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể bước ra thế giới không ạ? Thế kỷ thứ 19 khi mà thế giới có rất là nhiều những cái sự xáo trộn, cái nhu cầu về âm nhạc nó cần có những cái yếu tố mới. Các cái nhạc sĩ phương Tây đã chú ý đến âm nhạc phương Đông, sau đó chúng ta lại có tiếp tục các cái thế hệ nhạc sĩ đã chú ý đến âm nhạc Việt Nam, ví dụ nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam tại Pháp ở dòng nhạc đương đại, hay là nhạc sĩ Nguyên Lê, đó là những người Việt tiên phong ở thế giới. Và ở Việt Nam của chúng ta thì là nhạc sĩ Nguyễn Trung, và rồi sau đó là một thế hệ rất là nhiều các nhạc sĩ Chí Minh, rồi Nguyễn Thắng, rồi là Ngô Hồng Quang, rất nhiều vân vân và vân vân. Thì chắc chắn rằng tôi tin là âm nhạc Việt Nam nó sẽ có một cái chỗ đứng trong cái đời sống âm nhạc. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh, bởi vì rõ ràng âm nhạc dân tộc truyền thống nó là đặc trưng riêng, hồn cốt dân tộc là lịch sử của Việt Nam. Chúng ta cũng biết được rằng là hiện nay có rất nhiều xu hướng để làm mới âm nhạc dân tộc cùng với dòng chảy của hiện đại ngày nay. Tôi muốn các anh có thể chia sẻ kỹ hơn về những xu hướng này ạ. Có rất nhiều xu hướng, đó là cái sự kết hợp và sự pha trộn. Cái chất liệu rồi cái hình thức thể hiện tùy từng cái thẩm mỹ và cái mong muốn của cái người nghệ sĩ đó và cái thế mạnh của người nghệ sĩ đó. Ví dụ như tôi là chơi bộ hơi thì là tôi thường là đưa các cái nhạc cụ bộ hơi vào, và bộ hơi ở Việt Nam thì rất nhiều là từ những cái sáo ngang đến tiêu rồi kèn sáo của các đồng bào miền núi đưa vào, đấy là nó đã bật lên những các cái nét riêng rồi. Còn có những nghệ sĩ lại dùng cái mảng hòa âm nào để nó bật lên cái màu của cái âm nhạc để có thể là hòa cùng với thế giới, mang yếu tố màu sắc của âm hòa thanh gia, của âm nhạc funky rock có thể cộng vào, kết hợp vào, thì cái World Music làm rất tốt được cái điều đó. Nó có rất là nhiều các cái hình thức, ví dụ như là Ngô Hồng Quang ấy, thì là bạn ấy rất là muốn khai thác cái yếu tố là các cái nhạc cụ độc đáo của các tộc người ở khắp mọi nơi trên thế giới, ví dụ của Ấn Độ, của Châu Phi, thì nó tạo ra những cái âm hưởng nó rất là mới và thú vị. Nhạc sĩ Quốc Trung ấy, thì lại từng khai thác bằng một dàn nhạc rất là hoành tráng và khai thác đa các nhạc cụ, kể cả thanh nhạc vào đó, rất là đa dạng các thể loại. Bên cạnh đó thì cái màu sắc âm nhạc cũng sẽ tạo được một cái hiệu ứng theo cái nhu cầu mà mình muốn làm. Các bạn trẻ hiện nay thì khi mà muốn khai thác âm nhạc cổ truyền vào trong tác phẩm của mình thì lại thích có tiết tấu,
nó rất là sôi động, ví dụ như EDM, ví dụ như là hip hop, thậm chí là cả nhạc dance, DJ ấy, thì nó sẽ tạo được đa dạng các cái sắc màu. Vậy đối với riêng các anh thì điều gì đã thúc đẩy để các anh kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại trong các tác phẩm âm nhạc của mình? Vì mình đang thừa hưởng cái gia tài, cái di sản của ông cha để lại, đó là những cái nhạc cụ và đó là những cái làn điệu, những cái làn điệu dân gian mang tính khuyết danh mà rất đặc biệt, quan họ rồi chèo. Và nhiều khi mình thấy mình ngồi trên một kho báu ấy, thì mình muốn phát huy kho báu đó, tôn vinh được cái nhạc cụ đó, nó nổi bật lên. Cái mong muốn lớn nhất của tôi là âm nhạc truyền thống có được cái chỗ đứng trong đời sống đương đại. Bởi vì tôi đồng quan điểm với cả Nguyễn Thắng ở cái việc là chúng ta đang ngồi trên một cái kho báu, nhưng mà nếu mà chúng ta mà lãng quên nó đi, sao nhãng nó đi và nó cứ mai một dần thì đấy là chúng ta hết sức là có lỗi với cả các bậc tiền nhân. Cứ miễn làm một cái gì mà nó tốt cho âm nhạc truyền thống là tôi làm. Ví dụ như là nỗ lực để cho những cái câu hát sẩm cổ truyền sống lại thì đấy là một trong những cái nhiệm vụ mà cái việc mình phải làm. Nhưng bên cạnh đó thì tôi vẫn mong muốn rằng là cái âm nhạc truyền thống đấy nó đến được đông đảo với các bạn trẻ hơn, nó tiệm cận với các bạn trẻ hơn và nó các bạn trẻ thấy mình ở trong đấy. Thế nên là ngay từ năm 2011 thì tôi đã trong cái chương trình gọi là Sẩm Hà Thành, tôi khai thác giữa câu hát sẩm này với nhảy hip hop này với cả bebop nữa, và chương trình biểu diễn ở trên tại nhà hát lớn, thì tôi nghĩ đấy là cũng là một trong cái tâm đắc với cả truyền thống, đau đáu với cả truyền thống. Từ đó thì mới bắt đầu là có thêm những cái tác phẩm khác nữa mà nghiên cứu càng ngày càng táo bạo hơn. Đấy là của tôi là như vậy. Thế còn của Nguyễn Thắng ấy, thì tôi chú ý với Nguyễn Thắng rất là nhiều rồi. Có những cái tác phẩm tôi thấy là Thắng khai thác tiếng sáo của người Mông ấy. Thế nhưng mà cái âm nhạc thì nó lại không đơn thuần là của người Mông, nó là của cả người Thái. Và trong đó đôi khi tôi còn thấy cả âm hưởng của dân gian đồng bằng Bắc Bộ nữa cơ. Thì cái điều đấy là cũng là một cái điều mà Thắng phải chăn trở thì mới tạo ra được những âm hưởng đấy. Vùng cao thì mọi người thường nhớ đến Tây Bắc với Đông Bắc rồi. Và thực ra là cái chất liệu của người đồng bào Mông ấy, nó rất đặc biệt. Bởi vì là núi đá Tai Mèo, nó dùng quãng 8 nhiều. Và quãng hơn quãng 8, quãng mười mấy cơ. Nốt rễ, nốt xì ở dưới. Hay nữa là cái âm sắc của cây sáo Mông đặc biệt lắm. Khi nó cầm lên, nó cất lên, nó đã ra luôn cái hình tượng đấy rồi. Tôi đau đáu một cái điều là phải liên tục làm mới mà. Cũng như là cái tác phẩm này, so với tác phẩm trước mình đã không muốn nhắc lại cái bóng của mình nữa rồi. Thì ít nhiều nó phải khác đi về cái khúc thức và cái hình thức biểu diễn ấy, mình chọn từ cái nhạc cụ đến từ cái chất liệu âm nhạc. Anh Thắng nói đến đây thì có lẽ cả Thúy Linh này và anh Quang Long và chắc chắn là quý vị khán giả nữa rất là muốn lắng nghe những giai điệu để chúng tôi hiểu hơn về tâm huyết của anh. Vậy chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay một tác phẩm làm mới âm nhạc truyền thống của nhạc sĩ, nghệ sĩ sáo Nguyễn Thắng, tác phẩm Sắc Xuân Vùng Cao.
Có thể thấy là mặc dù chưa đến Tết ạ, nhưng mà qua tác phẩm vừa rồi chúng ta có thể thấy là một không khí mùa xuân đến với không gian văn hóa nghệ thuật rất là ngập tràn ạ. Thấy anh Long có vẻ cũng rất tâm đắc với phần biểu diễn vừa rồi. Tôi thấy có những cái tác phẩm của Thắng là tiếng sáo thì tiếng sáo của người Mông. Thế nhưng mà âm nhạc thì là cả người Mông, cả người Thái. Tôi còn thấy có những cái điệu xòe trong đó nữa. Thì bạn khai thác thế nào để nó hòa vào với nhau là một ấy. Cái sắc xuân vùng cao, cái đoạn A đầu đang là một người Kinh cầm cái cây sáo Mông với cái tình cảm đó cho cái vùng núi với cái cảnh đẹp đó. Một câu dạo là lấy nguyên của dân gian. Sau đó là một cái phần mình viết là cái phần trình bày. Tôi rất là hứng thú và rất là thích là cái phần solo. Đấy rất quan trọng. Làm sao mà mình phát huy được cái tính năng của cái nhạc cụ của mình. Nhưng mà mình vẫn nói được một cái khát vọng là mình muốn trải rộng nó ra và muốn đi xa hơn nữa. Thì mình mới hòa cùng vào các nhạc cụ điện tử phương Tây được. Và với sự kết hợp rất đặc biệt vừa rồi thì tôi có một cảm nhận như là cái vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, vẻ đẹp của sắc xuân vùng cao là vẻ đẹp vượt thời gian ạ. Có những chàng trai cô gái mặc quần áo dân tộc hay là những bạn trẻ mặc quần áo hiện đại đều có thể tìm thấy mình, đều có thể nhún nhảy trong những giai điệu vừa rồi. Thưa quý vị, có thể nói câu chuyện về nỗ lực làm mới âm nhạc truyền thống sẽ được tiếp tục khi mà chúng ta tìm hiểu hơn về những khó khăn, những câu chuyện họ đã phải vượt qua, những thách thức của thời đại như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự tiếp theo của chương trình. Để thành công, các nghệ sĩ, nhạc sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sáng tạo. Sự kết hợp với âm nhạc truyền thống không phải dễ dàng. Mỗi một nghệ sĩ không chỉ là tình yêu mà cần phải trang bị cho mình vốn văn hóa, kiến thức để nắm được hồn cốt của văn hóa dân tộc. Từ đó mới có thể tạo nên những tác phẩm có giá trị. Nếu sử dụng mà không khéo ấy, thì nó chỉ có một cái tính chất là hòa âm hay phối khí lại một bản dân ca theo một cái phong cách nào đó, nó sẽ không có nhiều cái sự sáng tạo ở trong đó. Họ bế tắc trong cái việc tìm ra những cái cảm hứng hay là những cái nguồn sáng tạo thì họ sử dụng với dân ca. Dòng nhạc dân tộc phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng thì tập trung vào ngũ cung. Nên là khi kết hợp với âm nhạc hiện đại ở cái thang âm 7 nốt nhạc, và đó cũng là cái khó, thì nó sẽ bị hạn chế ở phần giai điệu của chúng ta, sẽ khó hòa nhập với thế giới. Chế nhiều nhất đó là thiếu sự va chạm, bởi vì là những cái va chạm mang tính chất chuyên nghiệp thì sẽ nảy sinh những cái sáng tạo hay hơn. Tuy nhiên rằng là các nghệ sĩ Việt Nam thì chưa có nhiều cái cơ hội để đi ra quốc tế để giao lưu. Khi mở rộng biên độ cho những sáng tạo ở lĩnh vực nghệ thuật, nhạc sĩ âm nhạc đương đại thường phải đánh đổi nhiều. Nhiều tác phẩm âm nhạc được đầu tư công phu tốn kém, nhưng qua đi chóng vánh, cơ hội tái sinh còn chờ ở tương lai. Từ chỗ đi ngược lại thói quen thưởng thức, đây chính là thách thức đối với cả tác giả lẫn người thưởng thức. Cái khó khăn của đối với các nhạc sĩ ở đây nó không thuộc về vấn đề chuyên môn, vì họ thừa giỏi để có thể làm cái điều mà tưởng như bất khả. Nhưng mà cái khó là cái chinh phục trái tim của người nghe. Bởi vì suy cho cùng, cuối cùng dòng nhạc nào thì cũng cần hướng đến khán giả. Khán giả số đông hay số ít thì cũng là khán giả. Những cái người theo đuổi cuộc chơi này ấy, là họ yếu về cái khâu truyền thông và quảng bá. Đôi khi những cái sản phẩm vô cùng chất lượng nhưng nó mới tiếp cận được một bộ phận khán giả thay vì số đông khán giả như chúng ta mong muốn. Muốn tiếp cận được với đại chúng thì nó phải có thời gian và nó phải có một cái nỗ lực cũng như là cái sự hy sinh của các nghệ sĩ với nghề. Lúc chung là còn lặp đi lặp lại được tương đối, chứ còn các vị khác thì sáng tạo xong rồi diễn xong thì cũng là coi như là báo công, chưa có một cái sự lan tỏa về anh có làm cái gì để nó nhắc được nhắc đi nhắc lại để cho người ta nhớ đến mình trong một cái trường đoạn thời gian lâu dài đâu. Nó vẫn là manh mún lắm. Cũng hơi có thiệt thòi cho cái dòng nhạc dân gian là bởi vì nó không có sân diễn, nó không có đất diễn. Cho nên là nếu như mà không có những cái môi trường để cho nó hoạt động thường xuyên, tất nhiên là khán giả sẽ, cái sự tiếp xúc của khán giả đối với dòng nhạc này nó sẽ ít đi, người ta cảm thấy xa lạ vậy thôi. Qua phóng sự vừa rồi chúng ta lại hiểu hơn về những tâm tư của những người nghệ sĩ trong quá trình họ nỗ lực đưa âm nhạc truyền thống hòa nhịp với cuộc sống đương đại hiện nay ạ. Theo các anh thì còn có những hạn chế nào mà chúng ta cần phải bàn tới? Các nhạc sĩ vừa mới chia sẻ trong phóng sự thì cái hạn chế lớn nhất ấy là cái sự giao hòa giữa âm nhạc phương Đông và âm nhạc phương Tây. Âm nhạc phương Đông thì là âm nhạc ngũ cung,
âm nhạc 5 âm và âm nhạc phương Tây là âm nhạc 7 âm. Nhưng mà 7 âm này nó còn là 12 bán âm nữa cơ. Nó khác rất là xa nhau. Thì cái việc mà để nhuyễn giữa âm nhạc phương Tây với âm nhạc phương Đông là một câu chuyện mà từ xưa đến nay các nhạc sĩ phải giải quyết. Người nhạc sĩ phải tìm hiểu rất là kỹ, và thậm chí là người nhạc sĩ đồng thời chính là nghệ sĩ biểu diễn, giống như Thắng, giống như anh Nguyên Lê, giống như Ngô Hồng Quang, giống như anh Quốc Trung, tức là những người vừa là nghệ sĩ biểu diễn vừa là nhạc sĩ sáng tạo, thì lúc đó mới tạo được. Và đấy chính là một cái hạn chế, tự nhiên lại khu biệt lại, rất là ít người có thể sáng tạo được những tác phẩm âm nhạc đương đại như thế. Bạn cảm tưởng cầm cái nhạc cụ như cái đàn tứ hay là cái đàn guitar, rõ ràng cái Tây Văn cầm nó đến 4 năm quãng 8 như thế, và nó có thể nhiều thế tay khác nhau được, nhưng kia chỉ một hai thế tay là đã hết nốt rồi. Nhưng mà trong cái khó thì tạo nên cái sự hợp lý, thì cái đàn tranh phải vào chỗ nào và lên dây bằng nốt đô bằng cái gì, cái ý định của mình muốn tôn vinh cái chất liệu gì và cái nhạc cụ gì, mình phải dành cho cái nhạc cụ đấy cái sự ưu tiên. Nhưng sau đó là cái cầu nối rất quan trọng, là từ cái ngũ cung đấy chuyển sang cái bảy cung đấy, cái nền hòa âm, cái background ấy, tạo màu ấy, công tác phối khí hòa âm ấy, để cho nổi bật cái ngũ cung lên như nào thì dùng cái gì. Nhưng mà tôi chăn trở vì cái việc trong cái phóng sự mà anh Quốc Trung anh nói ấy, bảo là cẩn thận đấy, không thì thành ra mình chỉ phối lại như một cái bản nhạc dân gian, cái làn điệu dân gian thôi, tức là không làm được mới lắm. Câu chuyện mà đối thoại ấy, và hòa quyện với nhau nào thì điều đó rất khó làm. Vâng, đúng như hai nghệ sĩ khách mời là anh Quang Long, anh Nguyễn Thắng cũng như là trong phóng sự nhạc sĩ Quốc Trung cũng nói rằng âm nhạc truyền thống không thể coi nó là một vật trang trí để có thể lúc nào muốn đưa vào tác phẩm của mình thì đưa, hay là lúc nào thì bí quá, không biết sáng tạo thế nào để đưa âm nhạc truyền thống vào. Mà những người nghệ sĩ họ cần có ý thức, trách nhiệm cũng như là làm sao đưa âm nhạc truyền thống vào những tác phẩm của mình để những tác phẩm đó thực sự có chiều sâu. Vậy tiếp tục bàn về việc là tại sao âm nhạc đương đại như là world music chẳng hạn, mọi người vẫn nói là khó tiếp cận. Thì trong phóng sự có bàn về vấn đề này, có thể là do một số các tác phẩm được sáng tác không đều đặn, thỉnh thoảng mới có những tác phẩm như vậy thôi, và cũng ít có những sân chơi dành tới cho những tác phẩm âm nhạc như vậy. Thì theo các anh, còn điều gì khiến cho âm nhạc đương đại còn khó tiếp cận? Cái cuộc sống nó quá hối hả. Cái khó tiếp theo nữa là với cái người Việt Nam của chúng ta, đại bộ phận công chúng, đặc biệt là người giới trẻ, quá thiên về nhạc hát nhưng mà mang tính giải trí. Thế nên là âm nhạc mà nó mang cái góc độ khác, nó đầy giá trị nhưng không được chú ý đến. Thì cái điều đó, các bản thân các nhạc sĩ, các nghệ sĩ nỗ lực trong cái việc là sáng tạo nghệ thuật, chứ không nỗ lực được trong cái việc là tạo ra những cái khán giả cho mình. Tất nhiên với nhóm Sầm hay với anh Thắng thì trong cái nỗ lực của mình thì sẽ có những người rất là yêu thích, nhưng đó không phải là cái bình diện chung. Bây giờ cái cuộc sống hiện đại ấy, nó tất bật, nên là mọi người bận rộn lắm, nên là cứ muốn cứ xem cái gì nó tắt, tức là đọc thì đọc tắt, nghe tắt. Một cái video clip chỉ khoảng 1 phút rưỡi hoặc là mấy chục giây thôi khi là thích, nhưng mà nó lại giải trí được ngay lúc đó thì người ta thích. Nhưng mà cái khó khăn mà lớn hơn ấy, đấy là khi mà những người mà làm cái công việc mới thể nghiệm dễ bị cái định kiến. Ví dụ như là tôi đã trực tiếp đã bị cái điều đấy thôi. Các nghệ sĩ tầng lớp đi trước ấy, sợ là cứ lao theo các cái mới rồi các cái thể nghiệm đấy mà nhiều khi là nó bị quá đà thì nó mất đi cái gốc. Tóm lại là cái gì cũng phải làm nhiều và chung tay vào làm. Cái nghệ thuật mà chúng ta đi mãi mới thành đường, để tạo ra được một con đường như thế thì chúng ta phải có những cái tranh luận với nhau, có những ý kiến đồng thuận, có những ý kiến trái chiều. Đấy là một cái điều đương nhiên. Sau rồi với số đông nó tồn tại được thì nó sẽ trở thành một giá trị. Đập tan cái định kiến đấy đi thì chúng ta phải xác định nó là cái gì. Rõ ràng âm nhạc đương đại, âm nhạc world music, âm nhạc gì đó thì nó không phải là chèo, không phải là sẩm, không phải là tuồng, không phải quan họ nữa. Thế thì chúng ta phải xác định là đấy là chỉ khai thác cái chất liệu âm nhạc đấy. Có thể là một bản nhạc dân gian nguyên bản, hoặc có thể là khai thác chất liệu vào, hoặc có thể khai thác một cái ý nhạc đấy và phát triển tiếp theo. Đây là một cái thể loại âm nhạc hoàn toàn mới, không phải là truyền thống, nhưng có khai thác và có liên hệ mật thiết với truyền thống. Nó khác với chèo, khác với tuồng. Như vậy chúng ta mới tạo ra được những giá trị mới.
là đến một thời điểm với sự kiên trì của chúng ta thì sẽ tạo nên những cái sức lan tỏa. Nói tới đây thì tôi lại nhớ tới một tác phẩm thời gian gần đây đã được rất là nhiều khán giả cũng như công chúng yêu mến, vừa được nhận giải thưởng bài hát hay nhất về Hà Nội trong cuộc thi Tiếng hát hay Hà Nội thời gian vừa qua, bài Sẩm Hà Nội chọn giả lời của anh Nguyễn Quang Long ạ. Cái bài hát này Linh vẫn ấn tượng là cô bé Ngọc Hà ca sĩ ạ, nhận giải nhì trong cuộc thi đó. Có cái phần trình diễn rất ấn tượng ở trên sân khấu này, kết hợp với rapper này, kết hợp với cả một bạn chơi nhị này, rồi cả nhạc hip hop nữa. Cuộc thi giọng hát Hà Nội chúng ta phải chọn chủ đề về Hà Nội. Chủ đề Hà Nội thì phải chọn những cái mà nó dân dã, nó đời nhất và để nó hóm hình nhất, nó phù hợp với cả âm nhạc EDM ấy. Tôi lấy câu ca dao về chợ Đồng Xuân của Hà Nội, tôi lồng những cái điệu để cho nó phù hợp với cả cái âm nhạc đó. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ là phần này, bố cục của phần này là nó phải là rap này, phần này nó phải là nhị này, đại loại như thế, phải có những cái điều đó lên và định hướng nội dung, sau đó là để cho các em rap tự sáng tạo theo cái định hướng của mình. Có một cái sự cộng sự của nhạc sĩ Ngô Thế Phương, được giới trẻ trong cái làng nhạc EDM ấy rất là yêu mến trong giai đoạn hiện nay. Đây là một cái tác phẩm chung của toàn bộ team. Tôi nghĩ rằng có khi lần đầu tiên ấy, âm nhạc dân gian kết hợp với EDM nhưng mà lại được trao cái giải là bài hát về Hà Nội hay nhất. Lòng đúng đã bắt vào bò, nhà bên bên không hề hồ đồ, tốt nhất đừng nên giờ cho là một cốc trà đá sông sẽ thẳng vào chợ Đồng Xuân. Chúng ta đích đến chính đây như là ở Hồng Kông. Có chợ Đồng Xuân vui nhất, có chợ Đồng Xuân mùa nào thức nấy, xa gần đến mùa mà cổng giữa có chị hàng dừa, hàng cau, hàng quý, hàng dưa rồi hàng hồng, ai ơi đứng lại mà chờ. Tôi thấy là rất là hay, mà khi mà nghe cái tôi biết ngay là anh đã dùng được cái sự tương phản, cái cô hát cái lời sẩm cổ ấy với cả một cái anh rap kia là hai lời khác nhau. Đấy, thì là kể chuyện với nhau mà kể song song nhưng vẫn là người bán hàng rong ngày xưa. Đó, đúng rồi, đông cơ. Nhưng mà nó còn có một cái hay nữa mà tôi nghĩ là khá là táo bạo và tôi không nghĩ là làm được, tức là về vấn đề của vũ đạo. Mà cả cái cô hát chính mà cũng làm được cái vũ đạo. Dạ. Đấy là điều rất tuyệt. Để làm sao phát triển được nhiều hơn những tác phẩm âm nhạc cũng như những chương trình biểu diễn có sự kết hợp ý nghĩa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại như vậy. Vậy theo các anh có đồng tình với quan điểm rằng là dường như các nghệ sĩ đang làm điều này vẫn là những nghệ sĩ hoạt động độc lập. Vậy để có thể phát triển nhiều hơn nữa, có cần đến sự hỗ trợ của hội nghề nghiệp hay là bộ văn hóa không ạ? Hoàn toàn chính xác. Hoạt động độc lập và giống như là rất là cô đơn, rất là bơ vơ và tự bơi trong cái biển âm nhạc rộng lớn mênh mông như vậy và tự bơi theo cái đường riêng của mình, tự đi kiếm tiền thì xong rồi đập vào để sản xuất ra những cái tác phẩm mà mình yêu mến. Và cuộc sống thì thay vì những cái ngôi nhà đẹp, thay vì những cái ô tô nó thực sự là sang trọng thì chúng tôi dồn vào cho âm nhạc. Thì cái đấy là các nghệ sĩ vẫn còn đang cô độc trên cái con đường của mình. Điều này thì chắc chắn phải nhờ đến hội nghề nghiệp, Bộ Văn hóa, kể cả cái sự truyền thông cố gắng tạo ra cái sự cân đối dành cho cái mới, dành cho cái đương đại, dành cho cái hiện đại đi, để
để xem nó thế nào. Ví dụ như anh Quang Long ấy, có những các cái bài viết để làm sao mình hướng, mình tìm được các cái nhân tài. Có thể nói với tài năng, sự tìm tòi và không ngừng sáng tạo của những người nghệ sĩ thì âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể được gìn giữ, lan tỏa và phát triển hơn nữa, đến gần hơn với cả bạn bè quốc tế. Và một lần nữa thay mặt những người tới chương trình xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Thắng đã đưa chúng tôi những câu chuyện rất là thú vị để chúng tôi yêu hơn và trân trọng hơn những tâm huyết của những người nghệ sĩ tài năng, cũng như là thêm niềm tin vào sự phát triển của âm nhạc truyền thống trong giai đoạn sắp tới. Và chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm chất lượng hơn trên con đường gìn giữ, lan tỏa những giá trị của âm nhạc, văn hóa, dân tộc truyền thống Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề thú vị tiếp theo của Không gian Văn hóa Nghệ thuật.